Ở các vùng đồi núi, vùng sâu, biên giới, công tác số hóa truyền hình mới ở giai đoạn bắt đầu. Nhiều công việc còn ở trước mắt và cần thực hiện nhanh, tăng tốc hơn vì 31 tháng 12 là sẽ ngừng toàn bộ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại đây. Những buổi tập huấn chuyên đề về số hóa truyền hình là một trong số yêu cầu cần thiết lúc này. Một buổi tập huấn về số hóa truyền hình cho cán bộ văn hóa xã, huyện, thị trấn của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Tại đây thì các cán bộ văn hóa được nắm bắt cụ thể và chi tiết hơn về những thay đổi khi tiến hành chuyển đổi số hóa truyền hình, những đối tượng có thể bị ảnh hưởng và việc họ cần làm. Buổi tập huấn này giúp cho nhiều cán bộ cơ sở hiểu rõ hơn về lợi ích của sự chuyển đổi này. Qua cái chương trình này thì bà con ở các cái vùng sâu vùng xa, những hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ các cái đầu thu. Qua đây thì bà con sẽ được tiếp thu rất là nhiều thông tin bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, giúp cho bà con tiếp thu được các cái khoa học công nghệ để góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đối với địa bàn Lai Châu này thì địa hình nó phức tạp và cái người dân sống trong các cái thung lũng thì nếu dùng các cột phát sóng ấy thì là sẽ không vươn tới được, sẽ có rất là nhiều vùng lõm. Thì bởi vì như thế nên là cái về cái công tác tuyên truyền thì cũng cái là tuyên truyền cho người dân trước hết là ưu tiên thông qua cán bộ thông tin cơ sở. Bởi vì ngay có những cái địa bàn ấy họ không tiếp cận được qua bằng phương thức internet hoặc là qua các cái phương tiện thông tin đại chúng báo đài, bởi có thể có tiếp cận được thì họ cũng không để ý, nên là cái ưu tiên là gây là cho cán bộ thông tin cơ sở, những người sát gần với hộ gia đình và người dân. Tại hội nghị tập huấn, 120 cán bộ văn hóa thông tin của hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên cũng đã được trải nghiệm công nghệ truyền hình số vệ tinh. Theo đó, sau khi chuyển đổi, người dân không chỉ được xem số lượng kênh chương trình nhiều hơn, đa dạng nội dung hơn, mà chất lượng hình ảnh, âm thanh cũng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin và giải trí trên truyền hình. Khi thực hiện ngắt sóng analog và chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, các phương án đã được đưa ra để không làm ảnh hưởng đến việc xem truyền hình của người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo cái lộ trình là chúng ta đến 31 tháng 12 là tắt sóng analog. Thì hai cái việc cần phải rất quan trọng đó là tập trung cho cái hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho khu vực mà hiện nay là theo thuộc đài tỉnh đang phát analog. Cái thứ hai là hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo về đầu thu. Cái này trách nhiệm về thông tin tuyên truyền thì địa phương phải nêu rõ cho người dân về cái địa bàn bị ảnh hưởng như thế nào. Ngoài công tác tuyên truyền để người dân hiểu, việc rà soát lên danh sách các đối tượng cần và được hỗ trợ thiết bị thu xem DVB-T2 cũng đã được các địa phương tiến hành. Ban quản lý chương trình viễn thông công ích của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay sẽ sớm tiến hành triển khai hỗ trợ trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện của địa phương hoàn thiện gửi cho ban quản lý.